Những ngày này, bà con nông dân trên địa bàn tỉnh đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa vụ xuân. Trên những cánh đồng lúa chín vàng, những máy gặt liên hoàn hoạt động hết công suất để phục vụ bà con thu hoạch. Đây là một trong những vụ xuân lúa được mùa nhất nên bà con nông dân rất phấn khởi đẩy nhanh tiến độ thu hoạch. Phấn khởi nhất là lúa năm nay là mưa bão là không ảnh hưởng gì ạ. Và lúa đứng này bông đẹp này chắc từ trong cục chắc ra rất đẹp ạ. Vâng, chúng tôi nông dân đến lúc thu hoạch rồi cảm thấy thế là rất phấn khởi ạ. Vâng. Và được mùa và nên phấn khởi lắm ạ. Vụ xuân năm nay, toàn tỉnh Phú Thọ gieo cấy trên 35.600 hecta. Đến thời điểm này, diện tích thu hoạch gần 90%, năng suất ước đạt gần 62 tạ trên 1 hecta. Sản lượng ước đạt trên 220.000 tấn, tăng hơn 2.400 tấn so với cùng kỳ. Các mô hình cây lúa chất lượng cao như ST25, Z02 trừ chi phí, bà con nông dân thu lãi khoảng 20 triệu đồng trên 1 hecta. Hiện nay thì chúng tôi đã thu hoạch được trên 80% tổng diện tích. Theo ước tính thì là bình quân trên địa bàn toàn huyện là năng suất đạt trên 67 tạ trên 1 hecta. Và đặc biệt là một số cái địa phương như là Cao Xá, Vĩnh Lại và thị trấn Lâm Thao đạt trên 70 tạ trên 1 hecta. Các địa phương là tích cực thực hiện các cái mô hình sản xuất nông nghiệp, rồi cấy các giống lúa mới, lúa chất lượng cao, lúa lai. Do vậy là cái hiệu quả kinh tế cũng đem lại cao hơn so với vụ trước. Có được kết quả này là do vụ xuân năm 2023, bà con nông dân gieo cấy vượt diện tích so với kế hoạch. Diện tích cấy giống lúa chất lượng cao như ST25, Z02 được mở rộng trên 20.000 hecta, đạt gần 60% diện tích. Cùng với đó là kịp thời tổ chức phòng trừ sâu bệnh, sinh vật gây hại, nên toàn bộ diện tích lúa vụ xuân sạch sâu bệnh. Ngành nông nghiệp Phú Thọ đang tập trung chỉ đạo các địa phương khuyến cáo nông dân thu hoạch nhanh gọn lúa xuân, giải phóng đất triển khai sản xuất vụ mùa theo khung lịch thời vụ và cơ cấu giống. Tập trung chuẩn bị tất cả các điều kiện cần thiết khác để chúng ta triển khai sản xuất cái vụ mùa. Thứ nhất là cái giống, vật tư nông nghiệp, phân bón, rồi thì tập trung cho cái khâu làm đất, là cái bố trí cơ cấu giống thời vụ. Chúng tôi đã thống nhất có cái hướng dẫn với các huyện thành thị là bố trí cái diện tích sản xuất mùa sớm khoảng 4% và mùa trung khoảng 6%, làm sao để chúng ta kết nối với cái vụ đông, làm sao có cái vụ đông xuân, đông sớm và cái vụ đông muộn, ưa lạnh cho các cây trồng. Chúng ta kết nối cả 3 vụ trong năm để làm sao cả 3 vụ đều đạt kết quả tốt. Vụ xuân năm 2023 là vụ được mùa trong 3 năm liên tiếp, đã góp phần đảm bảo an ninh lương thực và an sinh xã hội của tỉnh. Thêm một mùa vàng bội thu sẽ là động lực tạo sự phấn khởi và niềm tin của bà con nông dân đất tổ, tiếp tục hăng hái bước vào sản xuất vụ mùa. Theo kế hoạch, vụ mùa toàn tỉnh sẽ gieo cấy trên 23.400 hecta.